Hello. Chào cô Trang, chào cô Trang. Hello, Em chào cô Trang, nãy giờ không nói gì cô. chào cô Trang. Nói giờ nói nè, nãy giờ Cô Trang muốn gì chưa hả? chưa. Trời Dạ ơi, Đức Thiện đang làm gì niềng răng hả? niềng răng cô. Đâu, nghe đang coi thử coi. Hay cô. Wow. Mẹ con làm gì núp núp nữa đó vậy? Đưa cái mặt ra coi. Cái máy vi tính là làm cho đẹp dữ ta. Mấy bạn mở video, mở mở cái hình lên hết giùm cô Trang nha. Rồi. Hoàng Anh là con học được mấy bữa rồi? Một Một bữa bữa. thôi à? Một bữa nay lần đầu tiên đúng không? Dạ, yeah. Nói ai? Nói gì đồ Bữa hộp thứ vậy? hai. Bữa trước con học với ai? Rồi Trang đó. không Trang Hả? ở chứ không hỏi cô Trang. Trang. Ok rồi. Ôi Được bắp, rồi. nãy ai nói Kiều Minh mở mở hình lên con. Tường Huy, Thiên Hào mở hình lên. Minh Thư, cứ con đợi xíu nha, anh Aaron vô anh sẽ chiếu phim nha. Bữa nay ai muốn học với anh Aaron ta? Bữa nay ai muốn học với anh Aaron nghe không ta? Biết anh Aaron là anh nào không? ai cô Hả? lại Lớp 2, bữa nay có muốn học với anh Aaron không ta? dạ học Học. cô Cô Yên dạy bữa học cô Tâm sáng Như. rồi, cô Yên không dạy bữa ta tối. Cô Tâm Như, cô Yên dạy bữa sáng, không dạy bữa tối. Cô Thảo Cô Hồng Thảo, cô Thảo không có dạy bữa tối luôn. học để ôn thi. Học để ông thi hả? Nói vậy không, Cái anh đang lo gì? vậy không, anh nói vậy không hiểu, anh nói tiếng Anh không à, lâu lâu Em ngâm lần thôi. Ủa, hôm bữa ai là người nói cho con học với anh đẹp trai, ai là người Minh dặn? À, sao bây giờ bị đập vậy ta? không, gần thi rồi ôn thi Trời ơi, giỏi quá ha. lâu Giỏi lâu rồi quá hả, vậy. ngắm Lâu lâu thôi hả? Giờ phải dạ. ôn thi đúng không? Wow, giỏi dữ. Quá Giỏi giỏi. lắm cô Trang, À, học là hả? ăn đồ mà không giỏi mới lạ. Đi. À. Đi. Rồi bây giờ tụi con coi cái video này nha. Dạ. Có đồ Đợi chút nhà xíu. bạn. Nói là tụi em còn độ cao đi á, giờ mà không có đòn thì ngào không lão. Cái gì? Rồi chắc tập túi tập đồ ấy làm biết hết hay gì mà tốt. Con gái lên rồi rồi vậy ạ. Cho cô Trang biết tụi con nghe tiếng không nha. Dạ, chú nghe. Giờ nghe. Long time ago in a faraway village. Dạ rồi. Đợi xíu để mở lại từ Ai đầu. mà mũi dòi vậy cô? Coi đi rồi mới Thấy biết chứ, đợi xíu. kêu ông chơi đi á, kêu ông chơi đi á, nó làm cho kêu ông chơi. Tôi đang tắt tiếng mấy bạn để tụi con nghe được. Thôi mấy bạn nói là tụi con không nghe được. Rồi, từ đầu nha mấy con. Long time ago, in a faraway village, there lived a Brahmin who had a wife and three beautiful daughters whom he loved very much.
The Brahmin worked hard and took good care of his family. But one day, all of a sudden, he died. His family was heartbroken. The Brahmin's wife, Yashoda, cried with grief. Oh God, what shall I do? How will I support my children? In the meantime, the Brahmin was reborn as a beautiful golden swan. One day, the swan said to himself, I wonder how my dear family is. I must visit them. He flew to his village and was unhappy to find his family begging for a living. I must do something to help them. I cannot leave them to beg. Cô Trang quên nữa, bây giờ có bạn nào sẽ dịch lại không ta? Có bạn nào sẽ tóm tắt lại được không? Xung Phong trước đi rồi cô Trang chiếu lại. Huy ha? Dạ. Giúp Huy ha, rồi cô Trang chiếu lại từ đầu cho chú Huy coi, chú Huy tập trung, chú Huy dịch lại cho mấy em nha. Tóm tắt lại cho mấy em nha. Dạ. Cái chữ này nè, cái tựa đề này con hiểu cái gì không? Chữ đó là gì? Là lòng tham. Đúng rồi, giỏi quá, tham lam. Rồi. Long time ago, in a faraway village, there lived a Brahmin who had a wife and three beautiful daughters whom he loved very much. The Brahmin worked hard and took good care of his family. But one day, all of a sudden, he died. His family was heartbroken. The Brahmin's wife, Yashoda, cried with grief. Oh God, what shall I do? How will I support my children? In the meantime, the Brahmin was reborn as a beautiful golden swan. One day, the swan said to himself, I wonder how my dear family is. I must visit them. He flew to his village and was unhappy to find his family begging for a living. I must do something to help them. I cannot leave them to beg. The swan then flew towards his wife. When she saw the lovely bird, she wanted to catch it. But the swan said, Wait, Yashoda, I'm your husband. Plucking one of his feathers, he said, Sell this feather, Yashoda, and buy some food and clothes. Then he flew away. Every week he came to provide for his family. Soon, Yashoda and her daughters were rich and were able to live in luxury. However, Yashoda was a very greedy woman. She was not happy with getting just one feather.
and so she decided to pluck all the feathers off the swan. So the next time the swan arrived, Yashoda pounced on it. The poor swan begged her not to pull off its feather, but in vain. The swan cried to her, "What have you done? Those feathers are useless. Because you took them by force, they have changed to ordinary feathers." "Oh no, what do I do?" wailed Yashoda. The swan looked at her and saying, "This is what greed comes to, Yashoda. You were greedy and now you're left with nothing." It flew away, never to return again. Insurance all seems the same. Wait, để cô chuyện tắt à, đâu rồi? USAA, it's easy to file claims, schedule repairs, and access road. Rồi, Nhất Huy nói đi con, tóm tắt lại. Nghĩa là một gia đình có một đôi vợ chồng và ba đứa con gái. Gia đình thì... gì vậy? Biết không? Có cái từ Brahmin gì đó là gia đình gì? Bà La Môn hả? Bà La Môn hình như vậy. Bà La Môn. Vậy gia đình đó rất sống rất là hạnh phúc bên nhau, nhưng mà không may thì người chồng đã qua đời, nên là người vợ rất là buồn. À, vì không có người chồng nên là gia đình họ rất là nghèo, nên là gia đình họ phải đi ăn xin. À, người chồng á thì đã được đã được mặc, đầu mặc thai dù lại dù mặc đã dù được mất rồi mà vẫn lo cho gia đình của mình cho dạ nên nên là người yeah. chồng đã đầu đầu thai thành một con ngỗng vàng. Người chồng mới hỏi là không biết giờ gia đình của mình sống như thế nào, nên là người chồng đến để tìm người vợ và thấy cảnh là người vợ phải đi ăn xin cùng ba người con gái, nên là ông quyết định là nhổ một cọng lông vàng trên người mình tặng cho người vợ, nói là cô hãy đem cọng lông này đi bán và mua đồ ăn và quần áo cho các con. Thì cứ đều đặn mỗi tuần thì ông sẽ đến đưa cho người vợ một cọng lông, thì cô vợ đã mau chóng trở thành một người giàu có. Nhưng mà cô đã có lòng tham trong người, cô nghĩ là mình bước một cọng thì không có đủ giàu, nên là cô quyết định sẽ nhổ hết, nhổ nhiều để lấy được nhiều tiền hơn nữa, chứ không có muốn bước một cọng lông nữa. Sau khi người chồng đến thì cô đã nhổ hết lông của người chồng, và cái cọng lông đó bằng vàng thì nó đã biến thành những cọng lông bình thường. Người chồng nói là tại vì cái lòng tham của cô nên là cọng lông đó không còn bằng vàng nữa mà nó sẽ trở lại hình bình thường. Xong rồi người chồng máy bay đi mất và không bao giờ quay trở lại nữa. Đúng rồi, giỏi quá. Thì cái câu chuyện này mình dạy mình gì vậy ta? Dạy mình gì Nhất Huy? Hai Dạ vậy? Là không được tham lam. Đúng rồi, Đức Thiện nói đi, Đức Thiện nhắn tin làm gì, Đức Thiện nói đi. Dạ tham thì tham. Ờ, tham thì tham. Đức Thiện nói sao, lòng tham vô đáy hả? Không đáy mà cô, không đáy. Không đáy hả? Không đáy hả? Lòng tham không đáy. Đúng rồi. À, cái gì mình thấy đủ là đủ. Phải không? Mình tham quá là đủ. Đủ là đủ, còn dư là dư, còn thiếu là thiếu. Giỏi quá ta. Không có cái nào là đủ đó. Ở trong đó có cái từ nào mới mà mình học được không ta? Cái từ nào mà mình cảm thấy rằng mình chưa, mình không biết á. Cái từ nào mà mình không hiểu không? Các bạn nào chú ý không? Có từ nào không hiểu ha? Hiểu hết những cái từ ở trong đó. Chắc là không chú ý rồi ha. Bây giờ mình qua cái video khác. À, khoan cho cô cha một chút.
Một video nữa, video này ai dịch ta? Ai có thể xung phong dịch? À, trước khi để cô chồng mở lên nha, coi thử ai xung phong dịch. Cô Mary ơi. Cô Dạ. Mary, cô coi cô để ý giùm rồi cô cho các em dịch rồi cô giảng nghĩa giùm hôm, tại vì em phải chia lớp rồi, em mà tập trung vô đây là không chia lớp được á. À, cô Trang mà nói nghe đi dịch ra tiếng Việt đó thì nó hơi khó đó. Không, tóm tắt lại giống như vậy đó rồi hỏi mấy em cái ý nghĩa vậy thôi chứ không có cần phải chính. Huyền nè, Huyền Huyền ơi, Huyền cô Huyền, cái cô Huyền dịch tiếng Việt được á, không biết sao cô không nghe, cái máy cô có vấn đề nữa rồi. Huyền ơi, Huyền có nghĩa là đơn giản thôi, mấy bài này đơn giản, em nghĩ là đơn giản thôi. Cô Mary, mấy bạn tóm tắt giống vậy đó rồi, vậy rồi 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 hỏi bạn có từ nào không hiểu không vậy. Cô để ý giùm hai, tại vì em giờ phải chia lớp, không chia lớp là không kịp, vậy chiếu cái nữa ha, không sao đâu, dễ mà. Cô Mary làm được. À, cái video này bạn nào có thể dịch ta ngoài nhất nữa không? Ai có thể dịch được không? Để cô Trang coi có bạn nào thì dịch được. Cô Hiền có đó không vậy? Dạ có ạ. Rồi cô Hiền để ý cái video này với cô Mary ha. Để cho mấy bạn dịch rồi hỏi mấy bạn tính lại, hoặc là ý nghĩa của bài này sao đó. Hai người giúp dùm Trang nha. Giờ Trang phải chia lớp ha. Rồi chắc cô Trang nghĩ là Nhất Huy nữa đi con. Cô nhìn con cố gắng để con tóm tắt lại cho mấy em nha. Thì có gì có cô Hiền với cô Mary giúp con ha. Thì bây giờ cô Trang thấy trong đây là không có chị Phi Anh, không có chị Trâm, thì chỉ có mình con thôi đó. Được không Nhất Huy? Dạ con sẽ cố. Ừ rồi. During the Buddha's time, there was a monk at the Chaitanya Temple. He was very skillful in every aspect of robe making. He was known as the tailor monk. He was especially known for taking old bits and pieces of cloth, combining them into a soft robe, and dyeing the new robe. The results were amazing. Many monks who saw his beautiful robes would ask him to make robes out of the new cloth that they had acquired. He would tell them that he didn't have time, but if they wanted, they could trade their new cloth for the robe he was wearing. The monks, not knowing that his robe was made out of pieces of old cloth, were more than happy to trade. However, when they went to wash the robes they received from the tailor monk, the color faded, revealing the worn patches and seams. The owners immediately regretted the exchange. The tailor monk developed a bad reputation. However, new monks and traveling monks would still end up falling for his scam. At another temple, there was another robe maker monk who, like the tailor monk, was known for swindling other monks. His friends teased him, saying, "Hey, we hear there's another swindler monk over at Chaitanya." The robe maker monk thought, I wonder if I could fool that city monk. And so,
The robe maker monk took some rags and made them look like a very fine robe. He put it on and traveled to the Chetavana monastery. The robe maker monk purposely walked by the tailor monk. The tailor monk, noticing the robe maker's beautiful robes and seeing as he was a visitor, immediately coveted the robe maker's robes. He saw the robe maker as his next unwitting victim. So the tailor monk said, "My friend, did you make that robe?" The robe maker monk said, "Yes, sir, I did." The tailor monk said, "I would love to have your robe. Can I trade you some fine cloth for it? I'm sure you can easily make a new robe out of it." The robe maker monk suppressed his delight and said, "Sir, I'd be happy to trade my humble robe for your new cloth." The tailor monk returned to his kuti and looked for some cloth to give the robe maker monk. However, all he had left was his high quality cloth that he was planning to use for himself. He thought, "Oh well, it is still worth it. I get a fully finished robe made from great cloth, and all I have to give up is this fine quality cloth." And so, when the tailor monk returned, he gave the robe maker monk the fine cloth. In turn, the robe maker monk took off his robe and handed it to the tailor monk. Each monk walked away thinking he had taken advantage of the other. However, when the tailor monk got back to his kuti, he washed his new robe in warm water. The dye faded away, and he could clearly see that this robe was made out of rags. He felt ashamed, and news spread throughout the temple that the swindler himself had been swindled. Chứ nghĩ mình ngừng ở đây nha con, bữa giờ còn chỉ có 3 phút nữa thôi. Vậy Nhất Huy tóm tắt ha. Được không con? Dạ không, con không hiểu nhiều quá. Không hiểu luôn phải không? Cô Huyền với cô Mary có thể giải thích không? Mở lên không nghe. Hiểu mà hơi khó giải thích cho cô Trang ơi. Cô Huyền sao? Bây giờ cô Mary tóm tắt lại đi, tóm tắt lại cái hồi nãy là cái gì? Mary chỉ nhớ là ông sư mà cũng lấy mấy cái hương vải cũ đó may cái áo như áo cà sa phải không? Rồi ông đi đổi mấy cái áo những người vị sư khác đó, những cái miếng vải tốt đó đổi lại với cái ông sư mà mang cái áo cà sa mà từ cái miếng mấy cái miếng vải mà cũ đó, thì như là mấy ông sư đó đem cái miếng vải mới để đổi lấy cái áo mà đã làm sẵn rồi, nhưng mà khi mấy ông sư đó đem về đó, lúc mà giặt áo đó thì mới biết là cái áo đó là từ những cái miếng vải cũ. Rồi còn một ông sư ở chỗ nào đó cũng thì tương tự như vậy đó, là may cái áo từ những mảnh vải cũ đó, rồi mới đến cái chùa mà của ông sư may áo cũ đó, đặng đem coi ông sư có đem những cái vải mới đặng mà đổi với cái áo của cái ông sư thứ nhì đó. Thì ông mới khi mà ông vô đó, trong tủ của ông đó thì ông chỉ có mấy cái vải tốt thôi,
Nhưng mà ông nói là thôi cũng không sao, bây giờ mình đem những cái miếng vải chưa có thành áo thì mình đem ra mình đổi với cái ông sư mà đã có cái áo sẵn rồi đó. Nhưng mà khi mà ông đổi đó thì ông về ông giặt ra thì ông mới biết là cái áo đó nó cũng là từ những miếng vải cũ làm ra, là đó. Cô Hiền có nhớ gì nữa không? Có bổ sung gì không? Dạ không có trên. À, ok, vậy mình ngừng ở đây nha. À, bây giờ để ra coi. Cô Mary thì chắc sẽ đưa cô lên lớp khác phải không? Ngọc Huyền thì Hiền thì dạy lớp 2. Hiền ôm cho mấy em để mà tuần sau là thi nha. Bây giờ trong lớp mình ôm để cho tuần sau là các em sẽ phải thi ha. Bây giờ Trang chia vô lớp rồi, những bạn nào còn chưa chia thì ở ngoài đợi đợi chút nha. Cô Trang, tụi con Brandon học với ai? học với cô Hiền. Brandon ơi, Brandon, are you there? Học với các bạn vô lớp nha. Dạ cô Trang ơi, cô Nia không có dạy nữa hả cô? Cô Nia bận rồi, trong cái mùa đông này cô Trang, cô Nia sẽ không dạy qua mùa hết mùa đông, mùa hè có thể cô Nia sẽ vô lại dạy lại Dạ, con cảm ơn cô. ha. Ừ. Hoàng Anh, có phải là cô Hoàng Anh không vậy? Dạ. Dạ, Thì cô vô con dạy dùm hình như là Quảng Phước, không phải là không biết phải có phải là sư không nữa hay là thầy nữa. Chưa dùm, em không có thấy. Cô Hoàng Anh vô thử để dạy dùm cho em cái đó, cái thầy đó ha. thử đâu cô? Vô nè. Hoàng Anh đâu, mở hình lên đi. Thanh Vân, tụi con phải mở hình lên cô Trang mới cho vô lớp được, không mở hình lên không vô lớp được tại vì không biết. Hoàng Anh mở hình lên giùm, Hoàng Anh mở hình lên giùm. Hình đó hả? Đúng rồi, nếu Hoàng Anh tắt hình là cô Trang sẽ không cho vô lớp học nha. Em xin lỗi cô, nãy nhận có việc. Đừng có tắt hình đi chơi. Rồi Hoàng Anh, Đừng Hoàng có Anh học tắt. lớp mấy rồi con? Hoàng Anh học lớp Hả? mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 3, con sắp lên lớp 4. Rồi, ok. Rồi con vô lớp đi con. Không chỉ vô đó. Vô đi Đó. con, bấm vô. Bạn Thanh Vân số 3. Hồng Lam vô lớp đi con. Đoan ơi, Đoan. Đoan mở hình lên được không? Đoan phải nhớ mở hình nha, mở không mở hình của cha không có vô lớp được đó nha con. Đoan là phòng số 3. Ok, Aaron, give me one second. Mình có một mừng. Làm sao đây ta, đợi chút xíu nha. Aaron, đợi đợi Trang chút xíu nha, Aaron. Yes, cô Trang. No Ừ, worries. đi vô. Để coi sư cái này là sư hả thầy, để mình biết. Đợi sư thầy ra rồi. Dạ hello Quảng Phước, có phải là thầy không hay cho có phải là thầy Quảng Phước hay sao? Con là học sinh à, con là học sinh à. Học sinh thì mở hình lên, cô cha không thấy hình nên không biết, tưởng đâu là thầy. Dạ Mở con, camera nó mờ lắm cô. hả? Camera nó mờ lắm ạ. À, vậy Quảng Phước học lớp mấy rồi? Dạ con
Con học rồi, Hả? con học cao đẳng á. Cao đẳng hả? À, Quảng Phước làm sao biết cái chương trình này vậy? Làm sao con biết ở đây mà con vô học? Dạ hồi Ai giới thiệu con vô? hồi trước cô gì ta, hồi trước con có học mấy buổi rồi. Đúng rồi, nhưng mà ai giới thiệu con vô? Tại vì cô giáo không thấy hình, cô giáo không biết con là ai để cho con vô lớp hết đó. Dạ, Ai giới thiệu con vô đây sao con yeah, biết? một xíu. Trời như cô thi gì á. Cô thi nào? Cô thi là cô học ở đây hả, cô dạy đây hả, cô làm sao cô biết không? Tại vì thứ nhất là cô cha không biết là ai thì con vô, thứ hai là cô cha không có thấy được cái mặt của con, làm sao cô cha không biết con là ai để cho con vô lớp. Để em Dạ mô Phật sư cô, mấy bạn ở ở ở bển bây giờ con cho dùng vô một cái lớp để học trước nha, rồi hồi cô sai là vô học tiếp hả sư cô. Aaron ơi, con sẽ dạy mấy bạn Ấn Độ hả Aaron? okay. Chân khá Yes. là ok. Thôi chào người con vô lớp mà nào. Rồi, cho đi Aaron. Thiên Hào ơi, Thiên Hào vô lớp Thiên Hào à. Thiên Hào. Thiên Hào ơi, vô lớp. Bấm vô lớp đi con. Quảng Phước ơi, cô Trang xin lỗi nha. Thứ nhất cô Trang không biết ai giới thiệu con. Thứ hai là cô Trang không có thấy được con nên cô Trang không có cho con vô lớp được. Tại vì Hồi trước cô thi hướng dẫn con vào đây cô. cô thi hả? Cô thi là cô nào? Cô thi ở đâu? Con biết ở đâu không? Có biết cô thi đâu không Quảng Phước? Như là người thân, là người thi cô. Cô thi cô ở đâu, ở vùng nào, ở tỉnh nào, ở đâu á? Dạ cô, hình như là cô ở nước ngoài á. Cô thi ở nước ngoài hả? Con là ở đâu vậy? Con ở ở tỉnh nào vậy? Dạ con bây giờ con ở Hà Tĩnh rồi. Hà Tĩnh hả cô thi? À, đợi cô Trang trước. Con nói tiếng Anh khá chưa? Khá chưa Quảng Phước? Dạ chưa, con cũng mới học hả cô. Mới Con học. đọc được nhưng mà đọc được nhưng phát âm còn chưa chuẩn lắm cô. Ok, Đọc nhưng còn đọc được mà nhưng chưa chuẩn lắm. con đã học cao đẳng rồi mà là ít nhiều cũng phải biết chút đỉnh phải không? Thiên Dạ con Hào, học cao Thiên đẳng nhưng mà Hào. kiến thức tiếng Anh con Cô còn còn yếu lắm cô. Còn ok yếu rồi lắm ạ. vô trên rồi. Thiên Hào sao không vô lớp, đi ra ngoài vậy Cô có nhóm mình lên đỉnh khó cô. Hả? Nhóm mình lên đỉnh khó quá. Khó quá hả? Bây giờ cho lớp loại dễ hơn đúng không? Rồi qua bên lớp cô Mary đi. Bình Bình là ai, mở hình lên được không?
Bây giờ cô Trang cho Quảng Phước dùng cái lớp này, Quảng Phước coi khó hay dễ nha, mai lần sau phải mở, phải tìm, phải mở màn hình lên chứ không mở cô Trang không dám cho vô lớp nha Quảng Phước nha. Dạ, cô cho con vào lớp dễ dễ cô, căn bản ạ. À. Lớp dễ hả? Rồi. Rồi. Rồi vô đi. Vô đi không? Vô đi Quảng Phước, bấm vô. Hi, are you there?
Aaron, you have co-host. Let's go down. Sorry. Oh, here we go.
Handshake là
Anh em ơi. Good morning, class two. How have you guys been? Funny. What's funny? Well, I'll see you guys next week. Goodbye, class two. Không phải thân kiều.
Ủa mấy bạn lớp 2 ra hồi nào vậy? Hello, mấy bạn lớp 2 nghe không? Ra hình như hồi nãy giờ cũng mấy phút rồi đó cô Trang ơi. À, để coi, để coi. Tụi con ra lúc mà anh lên coi xuất hiện á cô. Để coi Trang coi. Có bạn nào có thắc mắc có muốn hỏi gì không? Nhớ là tuần sau là mình thi rồi nha. Rồi, vậy Thứ thì năm thi hả cô Trang? nó không có thứ năm thi, cũng là thi thứ bảy luôn. Thứ năm là cô học thêm thôi, còn thứ bảy là thi cho mấy bạn kia ha. Được không? Rồi, mấy bye, chào mấy bạn ha. Cảm Dạ. ơn Nhất Huy bữa nay dịch cho cô Trang nha. Dạ. Để cô Hiền ba tệ. Hồi quá mới gặp tệ đó. À. Cảm Cô ơn Trang ăn kẹo không cô Trang? chị. Về ăn đã không? Ăn kẹo ngon không? À, bị níu với Rồi à, thứ năm gặp lại cô Huyền như bình thường ha, cô Mía bé. dạ Rồi, rồi, cảm ơn cô Mía bé yeah. Huyền. À cô Trang. Hả? Sai là ai vô đe? Sai là nghĩ con nghĩ. Ok, Good I will move you to the room. Bye Tệ, bye Bảo Trân, bye mấy bạn nha. Bye cô Huyền. Dạ, Di Đà Phật, con chào cô. Bye con. Di Đà Dạ, Phật, chào con chào cô cô. nha. Bye bye. Bye Brandon, thank you con. See you next Dạ, ok, dạ, chào cô nha. week. Bye. Ủa, con biết con đấy. Đấy. Dạ xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi đi cho mấy bạn khác, lớp khác. Đấy.